ông vua Việt bị sét đánh không chết. Mạc Mậu Hợp là ông vua cuối cùng của triều đại nhà Mạc, nắm quyền trong giai đoạn nhà Mạc suy yếu. Mạc Mậu Hợp trải qua nhiều biến cố đau thương. Theo sách Lịch Triều Hiến Chương loại trí, năm 1578, Mạc Mậu Hợp bị sét đánh, may mắn thoát chết nhưng bị liệt nửa người. Sau khi bị sét đánh, năm 1581, Mậu Hợp bị chứng thong manh, mắt mở không trông rõ. Sau khi các thầy thuốc giỏi chữa trị trong vài năm, mắt của ông mới bình phục. Sau khi Mạc Kính Điển qua đời, Mạc Mậu Hợp liên tiếp bị quân Trịnh đánh bại, phải bỏ chạy.